Theo con số thống kê của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, chỉ tính riêng tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp hiện chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Điều này cho thấy lượng điện tiêu thụ trong các ngành công nghiệp là rất cao. Hiện nay, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đã ứng dụng các mô hình giúp giảm điện năng tiêu thụ trong sản xuất và bước đầu mang lại hiệu quả. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất xốp kích nhiệt, chỉ hệ thống máy trộn. Chỉ riêng hệ thống máy trộn nguyên liệu trong xưởng đã chiếm phần nhiều điện năng tiêu thụ của doanh nghiệp. Nhận thấy hệ thống máy khá tiêu hao điện năng, nên doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống biến tần để điều khiển tốc độ của động cơ các máy trộn. Hệ thống biến tần đã giúp giảm lượng tiêu thụ điện trong quá trình sản xuất. Theo các kỹ sư điện, biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác có thể điều chỉnh được. Bình thường ví dụ người ta chạy là full tải xong lại dừng, xong lại chạy dừng, khởi động thì nó rất là tốn điện. Còn mình qua này thì sẽ nó điều tốc độ, nó luôn luôn là giữ ổn định. Nhờ tiến bộ của công nghệ vi xử lý, tần số chuyển mạch xung có thể lên tới giải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn cho động cơ và giảm tổn thất trên các lõi sắt động cơ. Tính năng thông minh này giúp thiết bị có thể giảm tiêu thụ điện từ 20-40%. Vì thế mà biến tần công nghiệp đang ngày càng được sử dụng nhiều trong các nhà máy. Có tác dụng thứ nhất là để tiết kiệm điện là ưu tiên rồi. Thứ hai là nó được điều khiển ở cái tốc độ. Một số cái ứng dụng là bình thường mà mình chạy tốc độ 50 Hz theo ấy lên thì nó tốc độ rất nhanh. Mình phải dùng qua bộ điều tốc thì nó tốt tốn năng lượng. Thì đây là mình đã giảm không cần qua bộ điều tốc nữa mà qua cái vi xử lý thì mình điều khiển tốc độ rất là đơn giản. Ngoài sử dụng hệ thống biến tần cho hệ thống máy, doanh nghiệp này cũng lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng. Hệ thống sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời và tạo ra nguồn điện một chiều. Nguồn điện một chiều này được đẩy trực tiếp xuống hệ thống biến tần hòa lưới và chuyển thành dòng điện xoay chiều. Nguồn điện tự động hòa vào thiết bị điện lưới để cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện như đèn chiếu sáng. Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ cần áp dụng các biện pháp hợp lý hóa quá trình sản xuất là có thể tiết kiệm được từ 15-30% nguồn năng lượng hiện hữu tại các phân xưởng nhà máy sản xuất. Còn nếu đầu tư công nghệ đồng bộ, thì khả năng tiết kiệm năng lượng còn cao hơn. Hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống biến tần đang giúp nhiều doanh nghiệp giảm thiểu tiêu thụ điện năng trong sản xuất.